Tiến đâu có bưng cho ổng hả? Tiến lấy bốn thêm cái đi, mọc thêm thịt đó, cho ổng đi, thêm thịt bốn cho năm cái trứng gì đó rồi vậy đó. Thêm một nước nữa, cơm chan nước nữa. Hết nước rồi, rồi lấy dưa hấu. Được không, bự bự. Rồi bây giờ cái quáp rồi, xé cái quáp để riêng dưa hấu lại cho ổng. Okay, thôi để đi, tôi làm cho. Anh Bình để cái bọc cái lên đó đi, đâu cần cầm đó. Ừ. Rồi để đi, để tôi xé cái quáp tôi đậy lại cho ổng. Để lại đi, để khi ổng không ăn, ổng để đó cái con ruồi, con muỗi gì nó bay vô. Cái giờ không đói không ăn nha, chết tới hồi đói thì kiếm không ra đó. Nè cắm này giùm, đừng có cắt lên rồi. Tới hồi đói là gò lên đâu có đói gì hả? Cái đồ bán của nó nằm đâu. Không biết thương nữa. Nhưng mà không biết thương nữa. Lo cho mẹ hổng gì, có muỗng chưa? Chưa à? Hổng đói. À, vô sâu chút xíu nữa là bọc ra. Không, mình đâu vô đó. Ok, giờ đi ra. Đi qua bên chỗ ông Thái đó, cho okay. Hết. Khoan nghe, để tôi bưng này vô chỗ ông cái đã. Ok. Đi theo không? Anh Quang à, hả Quang, hả thấy ông bước xuống đây nè, cái xuống đi toilet rồi, thấy trong bước ra rõ ràng mà, tao mất rồi. Trong đại ca đây đi, mà để đây sao chuột. Để gì nè chuột, nó cũng lại nó môi nha. Để trên cái chòi ổng hay ở. Ngay chỗ đây nè. The food for Hoàng. Nobody touch it. Mấy anh có chai nước nữa không?
Nó muốn có nước nó pha cà phê mà nó không có chai nào thôi. Cơm ấy với lại còn thịt không? Thịt còn nồi luôn. Lấy miếng cháo nữa đi. Mình còn trái nữa. Đi hỏi đi. Đậu cháo. Nó đã thèm. Đây, lấy cái tay chà chà ở dưới đít nồi coi. Cái gì vậy? Trời, cá cái dính á. Cái đó bỏ đại lên đi mà. Đây. Cái này bỏ đây. Ừ. Big family. I'll bring some. Okay. Let me wait for a second. I'll give you water. Okay. Order that, cái đó rồi quan phó, nãy giờ đi rửa rồi kiếm quay lại chứ, sao nó không bước vòng qua đây ha, đi chi cho xa vậy, nó bước lại đây là tới rồi nè. Ờ, thiệt cái đây trong kia đi mà. Thôi đủ rồi. Ờ, ok. Ok, vô quay con. Đủ rồi, vậy mà nó 7-8 người đâu, 7-8 người nha. Ok, vô đây. Ờ, bỏ vô đây lại. Con qua. Đúng rồi. Mình đưa người ta thôi. Này hồi
cho thêm thịt nữa thêm quyền. Dạ, yeah, cái đó thịt ít quá, nước không hết trơn mà thịt thì còn đầy kìa. Đây. Nè. Để vô, để vô, để vô. Chút một chi. Cái đùa cái mỡ rồi xuống. Có chị đứng đây thì mình... Dạ, yeah, đùa xuống cho đều. Rồi đừng múc nữa. Khi nào ăn nó múc nữa đây. Ok, vậy bỏ vô. Khi nào có người để vô này trước. Đó rồi. Để đứng này lên. Giờ móng tái mét xanh chành như là trời đâu đâu. Thôi bây giờ làm sao mà khỏe lẹ đi đặng đi ấy da vậy mà tôi kêu đi bệnh viện không đi thì mấy ông cãi gì đây rồi tôi nói làm sao, tôi nói làm sao nữa giờ, tôi kêu xe ambulance lại đây đi thì đó bị quýnh gì không nhầm vậy chứ hả, đâu tô cơm đâu đưa cho ông kìa. Ôi là trời, lấy thêm thịt cho ông đi, có thịt hả, ăn đi, không biết có ăn không nữa hả, phải không? Ôi là trời. Đó, mấy ông cứ sống kiểu đó. Rồi giờ chừng nào mà mới khỏe được đặng tôi mua vé cho đi. Lúc nào đi cũng được. Lúc nào đi cũng được, kiếm ông thì kiếm, có kiếm sao đi. Có giờ Dũng không cho tao ăn luôn. Vô nhà đó sức mấy thì được ăn. Đưa cho ông Dũng miếng nữa kìa. Ok. Rồi bây giờ là dưỡng thương cho hết đi, rồi tôi về tôi bóc vé đó nha. Tôi bóc vé mà không đi một cái đâu nữa, giờ mặt tôi. Em nói gì em giữ lời á. Ừ, nói giữ lời đó. Em đâu có từ chối đâu. Đi qua tới Texas bệnh á tìm. Anh Đậu muốn đi không? Thì bây giờ anh Đậu muốn đi là bóc anh Đậu luôn. Anh Đậu ơi, bệnh hát là được rồi. Chơi luôn. À, rồi để hỏi cái anh Đậu chịu đi không? Anh Đậu ơi, bệnh hát. Hát trong tiệm neo là được rồi. Anh Đậu chỉ hát thôi rồi có cơm ăn. Có chỗ ở. Được ghế đẹp nhìn nữa. Được gà, được nhìn chân của mấy bà phụ nữ nữa. Đi lại đó xả bồn rửa chân rồi cho mấy bà là được rồi. Nhất là Mỹ Trắng á. Ừ, Mỹ Trắng mà. Không, massage chân người ta êm, bóp chân là người ta thích à. Mỹ Trắng nó phái đàn ông bóp chân lắm. Đúng rồi, phái bóp chân lắm. Bóp chân êm là nó cho tiền tiếp nhiều à. Đó. Bên cái ông bên kia. Ừ. Đi biển 3 năm. Ừ. Đi đây nè. Đi biển 3 năm đây nè. Ờ giờ đi nữa đây. Bây giờ đi đâu? Không, giờ cơm đến không có ăn, không ăn cơm nhiều lắm. Đây đi lông bông ở đây nè. Vậy. Đâu kể tao mày đủ. Đó giờ đậu rồi đi bóp chân nữa kìa. Chân sao? Bóp sao mà đủ, bóp thì bị tán, đủ chết. Đậu đi bóp chân nữa. Bóp đậu tán cũng bóp ngay đâu mà bóp cá ra ngoài đủ mà bóp vô. Đậu ơi, đậu đi bóp chân này, đậu bỏ cái ngôi nhà này lại cho ai? Con lùng. Đậu ơi. Đậu xin giờ rồi. Cho xin giờ rồi. Đi có liền á. Ông bây giờ ông vậy đi, ông đi đi đặng mới có hậu sinh lẹ. Đi vô bệnh viện đi. Phòng ở. Vô nằm từng lễ hết này chỉ được mà.
Thì chị được, tại sao không đi nằm? Thấy còn mà còn phiêu mà bấm còn đau nè. Ừ, còn nó, phiêu mà không đi thì vài bữa đi rồi nó liệt luôn rồi sao? Bây giờ không chịu đi. Đạp không được. Đấy, đạp xe vô đạp vô. Mình có gì uống không? Leo lên gác không được. Ăn cái hấu đi. Cái gì không được. Cái gì không được. Cái gì không được. Cái gì không được. Với hấu cũng nước không á, ăn vô nó đỡ khát nước á. Ăn gì nó đặc tỉnh luôn. Lấy cho ông thêm miếng dưa hấu nữa, bỏ ông chán đi. Ăn dưa hấu vô là nó đỡ khát rồi. Bỏ vô chán đi. Nhiều quá. Ăn dưa hấu tốt mà. Nước ngày này ăn cơm nữa. Đó thấy không, cái tay cầm điếu thuốc mà thấy gớt cổ kìa. Đó đâu có phiêu được cái gì đâu. Tôi thấy cái tay cầm điếu thuốc gớt cổ kìa. Không cầm giống như có đang cầm cái gì đó, cái tay gì đó, tê gì đó. Đang cầm đâu rồi. Cầm bỏ ra rồi đó, giống như còn cầm nữa cũng không. Không cầm sao có khói. Cầm cái che nó không có gớt. Mà không cầm sao có khói được, có cầm có khói. Chứ, nào nói rõ ràng quá không? Đúng không ạ? Cầm cái khối. Có tay chân bây giờ này, rồi bây giờ là hết còn phụ luôn mà giờ ngồi dưới đây không chịu đi bệnh viện. Đau cái mồm luôn, đi. Để đi đổi kiểu dữ thứ nữa cho không lâu. Cho mấy người nhìn người ta nhìn coi. Nhìn coi phải nghỉ đi. Ngày ông Trinh đi nghỉ mát chưa về phải không? Nghỉ mát không? Hả? Gọi chịu không? Gọi hoài mà bắt phone được. Số được. Cấm thứ máy không được. Có, bấm được luôn à mà giờ nghe không được. Rồi. Đúng rồi. Rồi chỉ bắt phone là trả lấy phone đó. Thì có lấy phone nặng lắm à. Trả lấy phone nặng lắm á, dẫn lắm. Để tiền phone á. Đi rồi, đi nghỉ mát rồi, cho nghỉ lâu lâu đi. Vợ không đi nữa. Cho nghỉ lâu lâu đi. Rồi ok, vậy là vậy nha anh Dũng. Dạ. Tôi về tôi coi tôi bốc vé rồi đi nha. Coi bốc vé ngày nào đi. Ừ. Nó nghe luôn nè. Bây giờ gọi MC luôn đi. Được. Không sao đâu, không sao. Không, lùng phải đi MC thôi, lùng chết nè. Không sao chết đâu mà. Không chết thì chết gì chắc không. Cái xịt cái gì? Bây giờ đi điều trị cái chân sụi trước với cái tay. Nè, anh Trinh cái mượn ổng mượn đeo qua đây nè. Ờ Trinh đi ngửi mát dài hạn rồi, khỏi cái then thét gì nữa. Rồi trong đường 2 năm. Trinh Trinh đi ngửi mát ít nhất 2 năm, 1 năm. Ok. 16 tháng. Ừ, 16 tháng cho đi lâu lâu. Ờ hả? Cho đi nghỉ mát lâu lâu mới tu được chứ đi nhanh ra có tu hành gì đâu. Đâu đưa tôi lấy miếng dưa hấu rồi, khô cổ họng quá. Để thằng lấy, để thằng tự bóc. Ôi hả? Dưa dưa sức quá hả? Để tự nhiên dưa hả? Hả? Hút lá hả? Không có. Không có hút lá. Bữa nay không có đem hút lá. Nó không hỏi hút lá. Chị quên xăm mó. Quên xăm mó. Ờ, ok. Ờ, ok, you're welcome. Giảm danh này, cái thùng gớt này, đó. Ê, giảm danh dịnh mà cái thùng gớt nè, đó thấy không? Thôi, anh Quyền ơi, anh Quyền để anh Danh kéo, anh Danh mà dịnh đồ hồi gớt hết. Anh Danh kéo anh Quyền dịnh đồ, thấy không? Ông dịnh đồ mà cái thùng xém chút gớt dưới đất này, thấy không? Hả? Không có làm gì nữa. Chỉ cho ông nắm cái xéo cái xe vậy thôi là được rồi, anh Quyền dịnh đây, à hả?
sáng. Đi quán. Ok. Đi đâu vậy? Cái gì vậy? Ở đây sáng đi. Đây nè, ở trên đường này sáng đi. Hú hồn. Thôi rồi. Chúng đời xuống. Rớt cái thùng bây giờ anh Nguyễn ơi. Chúng đời xuống. Ê anh Thái ơi. Cái kìa trời ơi. Trời ơi. Trời ơi đụng ngựa bụi không à. Rồi tới giờ rồi. Tới giờ cầm kiếm rồi kìa. Rồi tới giờ cầm kiếm rồi. Đẩy lên đẩy lên. Không? Ăn không? Hay là tới giờ cầm kiếm rồi, ăn hết nổi rồi. Tới giờ múa kiếm rồi. Múa kiếm hay múa lửa? Hả? Trung? Ăn cơm không? Trung cha làm cái kiếm đó bằng cây gì vậy? Cho ơi, gà đít ông chi vậy trời? Hả? Sao mày gà đít ông Quyền chi vậy? Thằng em có chỗ không? Cho nó hai phần. Đó, chỗ dơ. Anh hai. Cái đen bớt rồi, ai cũng đen từ lùi, đen bớt hả? Bữa nay nó nhìn nó thấy ai cũng đen từ lùi rồi. Chị Hằng đen không? Chị Hằng đen không? Không, thấy da nó kéo ngược lại rồi. Ồ, thấy da kéo ngược lại chết rồi. Bò hồ thấy nó láng. Đang ảo á. Ok, dưa. Rồi, rồi, giờ thấy chị Hằng nhăn không? Thế có kéo ngược lại không? Cái da chị Hằng có kéo ngược lên không? Hằng Long mới nói với bộ, không phải Long Hùng nói với bộ. Ông tới giờ rồi đó. Trung, tỉnh lại chưa? Đây ai vậy? Em nói là không tỉnh. Bây giờ đây ai vậy? Nó còn biết bóp đít rồi, nó tỉnh rồi chứ đâu. ăn đo, em thôi. Cho thằng em nó hình hình nè. Ăn nhiều vô, múc ăn vô. Không có ăn không à, ăn khói giết chết đó. Thì có biết số nào múc mà thịt nhiều vô cho nó 4-7 mấy phá con mày không phá không phải gì để hỏi nói gì không biết tiếng Việt mà ai thích nói gì. Chị có đưa số cho ai gọi chị không? Đâu có biết số của Chung đâu, ảo rồi đó. Cho nó miếng dưa hấu hả? Em có cái phone dưa hấu, người ta thét, người ta nói gì nói chị nghe coi. Cái thằng mất định là không biết ai nó nói gì vậy mà nó nói gì đâu biết động gì đâu, biết tiếng Việt hả? Ừ, nó chơi thét bằng tiếng Việt mà. Tiếng Việt gì đưa chị đọc cho anh đâu biết số Chung đâu rồi. Thôi bưng vô cho thằng em đi để đổ cho rồi. Ừ, nó ảo, nó đang mới nói là ba hồi thấy cái mình cái mặt nhăn, ba hồi thấy cái mặt đen trắng như tùm lum kìa. Ok Chung em đi á. Kêu đây, kêu mấy người kia còn nữa đó. Are you guys hungry? Come now, get some food. How about you, Neil? Cho nó nè. Rồi, để mà lấy ra luôn. Thôi để đậu tại chỗ đây luôn đó. Nó có chòi rồi. Kéo ra đẳng kêu kẹo kìa. Kẹo ơi! Lấy đồ ăn, food, food. Food, everybody. La đi Chung, la đi Chung. Chị la hết rồi, khang tiếng hết rồi. Ai hỏi vậy? Ai hỏi chị Hằng có chồng chưa ạ? Nói xong nó cười. Nói xong nó cười, nó chọc á. Mấy này nó cũng trời lá. Bỏ xuống như dưới đó. Mấy này cũng lấy chỗ khu kẹo hết rồi. Lại đó vác ngay cho hết luôn đi. Rồi cô. Cô. Dịnh cái thơ kế thơ xong thịt đi anh Quyền. Anh Quyền dịnh xong thịt đi. Cô. Nó lọc dưới rồi. Đi. Đây ăn cơm em.
anh vô ra hắn đi. Vậy nó thôi kêu mày bằng ông luôn đi. Kêu mày ông ngoại nha. Ông, trời con. Ơi sao vậy má? Đi qua sao? Thì đứng qua đây nè, để cái nồi thịt qua đây. Đó, đứng qua đây vác đi. Đó. Để thôi. Để đây. Okay. Hello. Nhìn hàng đó rồi hả? Không? Phải không? Nó nhìn hàng nổi quá kìa. Nổi hả? Bữa nay hàng mặc đồ này đâu có nổi đâu. Lấy vô nè. Nhìn hàng nó rồi. Trời đất ơi. Ăn nháo đi. Oh, sweet right? Yeah, good. Kẹo đó rồi. Ngủ hả? Ờ, hơi lạc á. Yeah, có fish sauce, food, fish sauce a little bit. Good food. Đâu quý vị? Dạ, không. Ăn này phải đi nó mới được. Bới thêm phần nó cho kẹo nữa. Múc thịt nhiều đi, chia cho hết thịt luôn lên Quyền ơi. Quyền á, tu nghe thay. Hả? Quyền phải tu nha thay. Quyền á hả? Ừ. Không tu chết thôi hả? Không tu chết á. Mày hên lắm á, mày mới gặp tao send vô hàng ấy ngoài. Thái, thái send Quyền vô hàng á, thấy không? Mày vừa nói tí nữa tặng con kẹo hai miếng dưa liền. Ừ. Food, you want some food? Không phải tát, không có bao lì chi. Ông Thái hỏi có bao lì chi không? Nó không phải tát, nó không có bao lì chi. Ok, cho mày không? Còn dài không Thái? Ăn kẹo, có ăn kẹo chưa? Còn ai cho múc cho ăn kẹo chén đi. Rồi, múc rồi xong lấy cái quáp lại. Ok, yeah. Cho nó one more thêm phần nữa rồi lấy cái quáp lại đi. Quáp đàng hoàng lại khi nó... Ok, kẹo ra đây không? Kẹo ra đây không nè. Trời đất ơi, kẹo ra không mà hằng cái kìa. Đang, mẹ hả? Mẹ đâu? Ăn cơm đi. Ăn mở ra cho mẹ. Mẹ kêu mẹ. Ừ, sao vậy? Nhớ mẹ hả? Sao vậy? Đâu có đang ngủ đi ra không nhắm mắt mở mẹ. Mới ngủ chắc. Mới ngủ vậy. Ăn cơm đi, thịt kho chín nè. Dạ. Còn chén nữa nè, còn chén nữa nè. Lấy rồi đẩy lại đi, không ăn thì chiều ăn. Một phần đủ rồi. Đủ rồi, chén chiêu. Ok, kẹo đó, kẹo phải đi ra chào cái, kẹo đi vô. Mất nhắm mắt mở. Ờ, đẩy lại đi, hồi cho đi ai có đói thì người ta ăn. Đó, mình có đem đồ để mình đẩy lại luôn nữa. Cho nó sạch sẽ. Dạ, cứ vét hết đi, vét đi rồi đẩy lại cho mấy ổng đi. Vét bới cho hết luôn đi. Rồi mình đẩy lại chiều mấy ổng muốn ăn thì mấy ổng ăn. Có thịt múc thịt nhiều vô. Cơm rồi múc thịt nhiều. Đó, vậy được rồi. Lấy tô khác, đừng có bới nhiều cơm quá người ta. Mình chia ra nhiều tô, thà là nhiều. Rồi với thịt. Tại vì nhiều cơm quá, khi người ta ăn không hết cơm, người ta bỏ cơm rồi. Rồi đó. Rồi đủ rồi. Khi đứng trang rất nhiều. Rất nhiều chiều mới nổ. Quáp lại. Là
lại cho nó sạch sẽ thì người ta chưa ăn cũng không có mấy con chuột rồi. Ta để xuống dưới đây. Con lấy cái dưa hấu quá lên luôn. Rồi, muốn. Muốn có chục đó rồi. Kìa thằng, thằng Mỹ kia ngồi, ngồi ăn ngon lành kìa. Wow, mình kia ngồi ăn ngon lành. Yeah, you guys some one more tonight or what? You want some more? Ready for one tonight? Oh, more, right? Okay, good food. Oh, good. What's your name? David. Where are you from? From here. From here? I was born in Costa Rica. How old are you? 39. Oh, 29? 30. Oh, 39? Okay. Okay, one more. Cho này thêm một tô nữa đi. Cho này tô nữa đậy lại nó ăn ngon lành tội nghiệp lắm. Cho nó một tô nữa đi. Muốn một tô nữa cho thằng đó nữa kìa. Nó ăn liệm liệm luôn. Đó còn thịt nhiều nè, mình chia nhau cho hết đi. Cho thằng kia đi. Dạ, yeah, để cho tối á. Nó nuốt không kịp luôn. Cơm nóng luôn. Tại cái thùng này giữ nè. Đó vậy được rồi. Rồi có một bát thịt chứ. Bát thịt này chứ. Để chồng con, ông Thái đi. Rồi hồi ai cũng đói thì ông kêu cũng cho người ta. Rồi còn dư hồi mình đem qua bên bển nữa. Suối bển còn nồi thịt đó chứ. Ông chạy xe vô suối kia. Suối kia mấy ông đó bữa kia nói không có tội nghiệp. Thôi đỉnh trang nước đi, vui vui. Quáp quáp lại. Quáp đi. Quáp lại, người ta chưa ăn để nó không bị dơ. Bỏ này đó. Tôi hoài nha. Em ngồi dòm cái cửa sổ dòm qua thấy cặp mắt thấy dáng như tôi kìa. Chết rồi. Chết rồi. You chết rồi. You how you? Nhìn nắm núi. Chết mày chưa? Nhìn đám chuối nha. Nhìn nắm núi. Nhìn nhắm núi à, nhìn nhắm núi luôn nha. Pháo núi. Ừ. Pháo núi chứ không phải là thái núi. Thái pháo núi. You want more? The watermelon? Yeah, one more. Oh, one more watermelon cho nó miếng nữa. Để trên cái tô đậy lại đi. Miếng nữa, đang rớt rồi nè. Ok, cho ông Thái nữa. Ok. Thôi tôi rinh mà hai miếng luôn đi. Để nó khỏi xin nữa, tao mất công thì tới. Rù quá Thái. Ok. Thank you. You're welcome. Ok, take care gì hả? Ok. Rồi. Đây. Rồi bye bye. Đây kìa. Ok bye. Đi, đẩy ra. Ok bye Thái ơi. Ăn nữa không Trung? Lấy dưa hấu thêm không? Ăn dưa hấu cho. Bẻ gãy mẹ răng nữa hả? Bẻ chi vậy? Ồ nó nhọn quá. Trời ơi mẹ giờ bẻ gãy mẹ nó nữa. Còn cái răng kìa nó nhọn quá. Thiệt hả? Tự bẻ hả? Uổng quá. Chó, bị chó lây đó không phải là răng nữa mà nó là nanh rồi. Nó nói bị chó lây cho nên cái răng nó nhọn quá bẻ. Bây giờ bé gọi hả? Cái răng còn chẳng kìa. Trời ơi, cái ê, gì? Tí, không phải tí. Trời ok, anh em thấy tao khổ như vậy. Chưa là chết lên chết xuống nè.
ta được bắn ra bắn lên bắn xuống nè, ta cũng chịu đứng nhìn chỗ cho rồi nó bắn nè. Ăn cơm đi ông nội, thằng bị chết rồi giờ lỡ thương nào đó tới mình không ăn cơm đi ông nội, tôi cơm hồi đổ giờ tôi má nữa rồi Trung ơi, ăn cơm đi. Rồi bưng đi đâu hả? Không biết đâu bưng đi đâu hả? Vì em có số chịu mà không, em đâu có số chịu tên hả, liệu mẹ nó cái bon cái thằng chó đẻ nào hay là con nào không biết để chơi xét nó nói à cái gì nó giết bởi gì không à. Cùng với nói là nói vậy, đây là Hằng, chị Hằng ca ly vậy đâu, đưa chị coi coi, tôi nói láo chết liền, đưa con chị coi, ngồi xuống, ngồi xuống đưa cho tin nhắn cho chị coi coi phải số chị không, ngồi đây ngồi đây ngồi bên đây chị đến SCN đúng không, ừ để nhưng mà người ta chắc ai lấy số của người ta mà nhắn nói Hằng á, nó nói là tin nhắn nói đây là chị Hằng ca ly, chị Hằng ca ly đâu có nhắn mày đâu, kêu nó đâu lấy số rồi chị coi. Trời ơi ông nội ông ạ. Đâu lại coi ai giả danh. Mẹ cái phone bể nát hết trơn rồi, phone khét vậy nữa, không có nổi. Cái tô cơm kìa còn gì nữa ăn. Đưa ra đâu dưới đang cất cũng được mà. Ôi là trời. Bây giờ nó đang bị lên cơn á. Thôi nó nghe rồi vậy. Giờ cơm là thịt gì nó teo tua hết trơn rồi. Thôi ăn đi. Trên đó còn gặp mấy nhà nó bậy. Thôi mẹ ăn đi, mày đưa con đây cho chị. Đưa con đây. Không cần nè. Rồi tin nhắn đâu mở cho chị coi. Cái đó phone thì đập nát hết trơn gọi. Ủa, bà nó chứ còn nói việc nó nói gì anh anh gì anh có phải anh Trung ca ly không, nó nói vậy con rồi anh lấy tin nhắn chưa con này đang hai vợ Trung ơi, thôi đi Trung ăn cơm đi, ăn dưa hấu vô để nó giải giải khùng đi. Nó nói điện cho bố chứ không phải nói giỡn đâu. Rồi ăn hết miếng dưa hấu đi. Ăn hết dưa hấu vô cho tỉnh nha. Lẹ. Cho nó hại bờ quá trời. Lớn rồi cứ. Nhưng mà họ chưa có biết gì. Gì tại vì anh chạy qua rồi em mới dám nói. Ăn cơm đi. Ăn miếng dưa hấu vô. Còn cái thằng Hùng. Hùng đi tù rồi. Nó chết rồi. Ăn đi, ăn dưa hấu. Ăn hôi không? Hôi mùi ha. Ăn hôi mùi hôi là mùi hôi háng rồi mùi hôi tùm lum. Hôi ở dưới đây nó mới hôi. Hôi tại mùi hôi tại nhiều quá. Thấm ngày nào cũng. Bây giờ mức cái số cũng thấm, chị biết thấm không? Thấm nào? Thấm mà nó có cưới con vợ mới ở. Biết nãy giờ Trung nó đang lên cơn gì vậy Trung? Vì nó vừa định gọi chưa đi làm xong cái tự nhiên con bị mơ hư không có. Ăn cơm đi, đừng nói chuyện nữa, đừng có chơi mấy đó nhiều nữa Chung, chơi nhiều ghét khùng quá cưng. Mấy người này bây giờ chị nói em khùng gì, bây giờ chị nói khùng không, bây giờ ai dám cá độ không, bây giờ mà mặt mình giống khùng không, chị nói em chơi với em khùng. No, bây giờ chị dám cá độ như thế nào không, người khùng giờ sao muốn cá độ như thế nào, còn bây giờ nói chung là tin nhắn tào lao đâu, lấy cho chị coi coi. Em coi nè, ai mà rảnh đâu đi nói láo chị ơi, thì mở ra đi, ở dưới đây em là thằng nói láo nhất không Huyền. Thôi mệt quá tao đi à, tao ngồi đi nói nghe cho mau, mở ra đi nên ơi. Hỏi nó tên gì nó không trả lời. Ừ. Nó không nói tên. Mình ghi tiếng Việt. Mình hỏi nó ghi nguyên một vàng tiếng Việt luôn, mình chả biết đọc nó cái gì mà. Nhưng không biết đọc tiếng Việt. Chữ KKKKG có nghĩa là đúng không đúng không? Không không. KG hả? KG là chữ tắt. Rồi với tắt là không. Cho không. Nó nói này mà. Má nó chơi đọc lắm. Nó chơi vậy. Hằng ca ly. Hằng chữ ca rồi chữ ly.
chắc ai đó, ai giả bộ á, lấy tên chị á, chứ chị đâu có biết em là ai đâu, ở số của em đâu. Ok thôi chị đi á, ăn cơm đi. Ăn kaki. Ăn cơm đi, hai cái trứng lận á, ăn cơm đi. Ai da, lúc mà ăn bụi dầu á. Xương cốt gã hết rồi. Khi nào giờ mưa. Ok. Mời em chơi. Nó nói khi nào trời mưa kêu nó tắt mưa. Nó nói khi nào trời mưa kêu nó tắt mưa giùm cho, giống như tắt điện vậy đó. Có mưa là mà tắt. Đây. Đây. Má ơi, má có chồng cái kìa. Trung ơi, khùng quá rồi đó Trung, nó đang hai bờ. Nó ghen, nó kêu tôi nó sống rồi nổi mấy ngày. Giờ nó ghen lắm, nó kêu tôi vậy đó. Mình nó hai bờ, nó đang hai bờ. Quá trời luôn. Không cần cơm hả? Lấy thêm đi, lấy thêm cho nữa đi. Ủa sao mấy miếng kia không lấy mấy cái cục vậy? Thêm nó đi, thêm nó đi, cho đi. Thêm nó đi, cho hết trong thùng. Dạ, ai cũng thích dưa hấu mà, cho đi. Lấy cái tô bỏ vô đi. Cho chung vậy đây, lấy một tô thôi, đừng lấy giống như lấy bị dính á. Bị dính cái hai ba cái tô nằm dưới bụng. Ok, share with somebody. Cho nó đi. Dưa hấu dễ ăn đó. Ai cũng thích hết. Ăn nhà khỏi uống nước mà nó vừa ngọt vừa mát nữa. Rồi, còn một nồi cơm với một nồi thịt đem qua suối bên kia đi. Không, một hồi không cần thùng nữa. Một hồi á là cái một mình để một nồi cơm với một nồi thịt. Hả? Cái đó là gì, dưa hấu hả? Dưa hấu. Ok. Dưa hấu cơm mỗi bên chung. À.